lấy xe lưng đi. Chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lời đầu tiên là cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và may mắn nhá. Đến hẹn lại lên. Đây là ông Võ ở Hà, ông Võ ở Bình Dương, cách em 2 cây số. Một người chuyên mang máy lên trên Sơn La, Lai Châu để bán đấy. Cứ thỉnh thoảng vài ngày lại mua 1-2 con máy Isuzu 4GB1 Turbo của em lại mang lên để bán. Alo. Chờ tí nhá, tí điện lại anh ơi, tí nữa em đang bận nhá. Trong cái khu này đây, em hàng ngày em bán rất là nhiều máy nhỏ. Khu này đây nó phải hơn 100 con máy Isuzu 4GB1 cả turbo, không turbo, healthy, healthy các loại luôn. Và hôm nay anh Võ anh ấy lại đến cửa hàng để mua một con máy đây, con máy này, mua con máy Isuzu 4GB1. Một con máy turbo. Con này là dây cu loa thường và xe em sẽ giới thiệu qua vòng tour mã lực của nó. Máy này thì em chỉ bán lăn thôi nhá anh em nhá. Thì con này là lòng của nó là 93 ly và dây cu loa một rãnh, dây cu loa thường. Và vòng tour của nó 3.200. Nói chung là em bán máy lăn cho anh Võ. Máy có như thế nào thì về chỉ lăn thôi anh em ạ. Vì giá bán máy lăn mà cũng không có thời gian để bán máy lổ. Bán cho thợ thì tất là máy lăn hết. Thì cái ở trong này thì em rất là nhiều. Anh em nào mà có xem được video mà em thì cũng đang làm đơn hàng 50 con máy nhỏ cho một anh trai ở Trà Vinh. Đang làm rất là vội. Thì con máy mà anh Võ là chọn là con máy kia cả. Đấy anh em ạ. Máy rất là đẹp, máy chưa rửa đâu, vừa về. Cứ em cứ cẩu hàng trăm con cứ để đấy thôi anh em ạ. Anh em nào mua buôn mua lẻ thì cứ thế mà bốc đi thôi. Máy rất là đẹp nhá. Máy đẹp lắm. Nhấc cái hang lấy ra lính ơi. À, xin ơi. Rồi. 4GB1. Quay kiếc phải đàng hoàng hết cho ông anh. Đồ đạc đầy đủ hết. Em sẽ đăng video lên kênh. Nếu mà anh em nào có xem được video ấy thì hãy anh em nào thích cái dòng máy nhỏ nào thì alo cho em nhá. Hoặc là cần tư vấn gì thì cứ điện trực tiếp vào hai số điện thoại của em, hoặc là nhắn tin qua Zalo hai số điện thoại của em. Em sẽ tư vấn để làm sao anh em có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với cái công việc và điều kiện kinh tế của mọi người nhá. Nếu mà video mà anh em xem được ấy nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang muốn tìm kiếm ấy thì anh em có thể ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình tivi của mọi người, vào cái phần mềm mà YouTube này, TikTok này, Google này, tìm kiếm là động cơ ô tô ông Thịnh nhá. Và cho nó sẽ ra đầy đủ bốn cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, các loại xe thùng, xe ben, xe thùng, xe đầu kéo, tít trong này. Tất cả đều hàng nghĩa địa đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả mọi người. Động cơ máy gặt này, máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát, cầu nhỏ, cầu to, số nhỏ, số to nhá, không thiếu một loại nào hết. Và đặc biệt nữa là nếu mà máy móc của anh em nó hỏng hóc chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay máy ấy, anh em cần mua đồ để lắp vào máy ấy. Ví dụ là quy lát này, lốc trục, turbo, heo hay là đề phát, không thiếu một loại nào hết nhá anh em nhá. Anh em cần mua đồ gì thì cứ chụp ảnh gửi qua Zalo cho em. Em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được hết. Vì trong những ngày qua em đã bán được rất là nhiều đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh luôn. Gửi đi khắp các tỉnh cho anh em luôn nhá. Đây là gửi đi khắp các tỉnh luôn. Vì có những anh em điện cho em bảo là anh ơi, đây máy này, rất là nhiều máy này anh em ạ. Rất là nhiều máy luôn. Anh em điện bảo là ở trong này em không biết chỗ bán đồ, với lại trong này người ta không có đủ đồ như ngoài đấy. Vì nói thật với anh em là trong những năm tháng qua em bán máy ấy, em buôn máy ấy, thì có những cái em cổ các được máy móc rất là nhiều. Vì thế mà đồ mình tháo ra rất là nhiều nhá anh em nhá. Đây anh Võ đây, tháo ra rất là nhiều. Mà cái đồ đẹp thì mình để lại để bán, còn những cái gì hỏng là mình đều kg hết. Vì thế mà ở bên cơ sở em thường là rất là đủ đồ để phục vụ cho tất cả mọi người luôn. Và tí nữa đi. Đấy. Có những anh em người ta bảo là anh mà không tháo bán đồ cho em thì em không biết mua đâu cả, xe của em sẽ không chạy được nữa, hoặc là máy nó không lổ được nữa. Có những lúc hết đồ ấy phải tháo cả đồ, cả con máy ra, cả trăm triệu ra để bán cho mọi người. Nhưng thực sự với anh em là mình bán những cái đồ vặt này thì nó không được là lãi bao nhiêu việc nhiều cả. Nhưng sau này nếu mà anh em có mua máy móc hay là bạn bè anh em mua máy móc gì thì chắc chắn là anh em sẽ giới thiệu cho mình.
vì mình bán những cái đồ vặt thì rất là nhiều người biết, sẽ biết đến cơ sở của mình, coi như là quảng bá cơ sở của mình ấy anh em ạ. Thì chắc chắn là anh em người ta sẽ được, sẽ nhiều người biết đến cơ sở của mình hơn anh em ạ. Đây, con máy đã xong rồi nhá, đây nhá. Một ra lên xe luôn, đấy ơi, lên xe luôn. Dây co dầu các thứ bảy màu đẹp rực rỡ luôn. Lên xe luôn. Lên xe luôn. Để lên ngoài như này. Móc vào, móc vào. Đẹp cực rỡ luôn nhá. Khô ráo, lốc đen xề luôn. Rồi. Dây co dầu bảy màu này đẹp, chọn con máy đẹp nhất bãi mẹ rồi. Mua rẻ, bán đắt. Mua mang lên Lai Châu bán đấy, Sơn La ấy. Chuyên nửa anh em Sơn La. Ổn lắm. Và em Hưng cũng xin lưu ý là nếu mà anh em có mua hàng máy móc gì ở trên mạng nhá, anh em phải tìm hiểu thật kỹ cái người mình đặt tiền mua hàng nhá, để tránh những trường hợp rất là nhiều anh em điện cho em bảo là có biết người này người kia hay không. Em chuyển tiền cho người ta mà bây giờ em điện người ta không nghe máy. Hoặc là lúc người ta, em chuyển tiền cọc người ta chụp ảnh một con máy rất là đẹp, báo giá rất là rẻ mà bây giờ gửi vào là một con máy không đúng, không dùng được. Em gửi máy ra giả cho người ta thì người ta hẹn 3 ngày 5 ngày giả lại tiền. Mà bây giờ đến 5 tháng 3 tháng không trả lại tiền rồi, mất tiền hẳn rồi. Bây giờ em muốn ra để đòi tiền. Em mới bảo luôn là mẹ mua đang đẩy, mua đang lôi lại bố thua rồi. Đây, anh em xem này. Máy đẹp rồi. Mà tốt nhất là anh em khi mua hàng hay phải tìm hiểu thật kỹ cái người mình đặt tiền mua hàng nhá anh em nhá, để tránh những trường hợp như thế xảy ra. Nhiều anh em bị mất tiền lắm rồi. Mất tiền mà không đòi lại được ấy. Mà ra đây đòi thì ăn đợi làm chờ đây 10 ngày thì chắc cũng hết cái số tiền mà mình chuyển cho người ta rồi. Mỗi lần như thế thì mà càng nhiều, ở video nào em cũng nhắc nhở rồi, nếu mà càng nhiều anh em dính vào những trường hợp như thế thì chắc chắn là anh em sẽ mất lòng tin vào những người bán hàng trên mạng rồi, thì lần sau em sẽ không bao giờ bán được nữa. Mà cái ra bán thì vẫn bán được thôi, nhưng mình sẽ không bán được nhiều nữa anh em ạ. Vì thế mà ở video nào cũng phải nhắc nhở mọi người phải tìm hiểu thật kỹ nha. Một lần nữa xin chúc mừng anh Võ đã mua được một con máy rẻ đẹp, về chắc lại bán này kiếm 10 triệu. Cảm ơn tất cả các anh em đã dành thời gian theo dõi những video của em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá.